Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chỉ thị số 19 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới, Lào Cai cho phép một số lĩnh vực hoạt động trở lại kể từ 0 giờ ngày 28 tháng 4 năm 2020. Tuy nhiên, việc đảm bảo yếu tố phòng chống dịch COVID-19 vẫn cần được đặt lên hàng đầu, ghi nhận của phóng viên thời sự tại thành phố Lào Cai. Sau hơn 3 tuần phải tạm dừng đóng cửa theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, siêu thị Sách Mặt Trời bắt đầu hoạt động trở lại. Do học sinh sắp quay trở lại trường học nên thời điểm này, lượng khách tìm đến siêu thị để mua thiết bị giáo dục, văn phòng phẩm khá đông. Doanh nghiệp này cũng đã chủ động có những biện pháp phòng chống dịch cho khách hàng như phát khẩu trang cho khách, trang bị nước sát khuẩn và hướng dẫn khách hàng thực hiện đứng giãn cách trong quá trình mua hàng. Khách hàng khi vào siêu thị không sử dụng nước sát khuẩn, rửa tay và đeo khẩu trang thì là sẽ không cho vào siêu thị. Bản thân nhân viên thì trước 7-8 đến 10 người thì một ca, nhưng bây giờ chỉ 4-5 người. Và trong cái quá trình bán hàng thì có thể là những khách hàng vào tụ tập 4-5 người vào một cái gian hàng, một gian sách chẳng hạn, thì trách nhiệm của nhân viên công ty thì siêu thị là cũng có nhắc nhở để mọi người giãn cách. Các cửa hàng kinh doanh mặt hàng không thiết yếu trên địa bàn thành phố Lào Cai cũng đã trở lại hoạt động. Khu chợ A Cốc Lếu có 450 gian hàng thì 80% trong số đó đã mở cửa trở lại. Tuy nhiên, do chưa có khách du lịch nên khu chợ này vẫn khá vắng vẻ. Nhiều tiểu thương bắt đầu có tâm lý chủ quan trong việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch. Có một bộ phận đấy thì cũng chủ quan. Ví dụ là nhất là hai ngày hôm nay khi thời tiết trở ấm lên, trở nên nắng lên thì cái việc mà đeo khẩu trang thì thường mặc dù đã thường xuyên tuyên truyền nhắc nhở rồi, thế nhưng mà rất nhiều người là chủ quan cái đó, rất nhiều người là thấy thời tiết nắng lôi là có thể là bỏ khẩu trang ra. Ủy ban nhân dân thành phố Lào Cai cũng chỉ đạo các phường tăng cường kiểm tra công tác phòng chống dịch đối với các lĩnh vực hoạt động trở lại. Tuy nhiên, qua kiểm tra vẫn còn không ít những cửa hàng có lượng khách đông nhưng công tác phòng chống dịch chưa đảm bảo. Khó khăn lớn nhất vẫn là kiểm soát hoạt động kinh doanh ăn uống tại các quán ăn sáng, cà phê. Sau khi mà họ quay lại hoạt động thì chúng tôi có đoàn kiểm tra gồm có công an, cán bộ văn hóa, cán bộ đô thị cùng với lại khu dân cư đến tuyên truyền vận động. Thứ nhất là họ vẫn phải chấp hành bán hàng thì phải chỉ bán hàng cho những người đang đeo khẩu trang, phải đeo khẩu trang thì mới bán. Và thứ hai nữa là khi vào mua hàng thì phải sử dụng các biện pháp như là khử khuẩn và bảo vệ sức khỏe cho chính bản thân họ. Chỉ thị 19 của Thủ tướng Chính phủ nhằm thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch, đồng thời khởi động lại và tiếp tục phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh và ổn định xã hội. Tuy nhiên, trước diễn biến vẫn còn phức tạp của dịch COVID-19, thì người dân cũng như các cơ sở kinh doanh không được chủ quan lơ là, phải tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19.